Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn, hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn là đây là cây ổi của mình, cây ổi ruby ruột đỏ nha các bạn. Thì hôm trước mình có chia sẻ với các bạn về cách ngắt ngọn, cắt cành để cho nó ra nhiều nhánh, ra nhiều hoa và trái. Thì hôm nay mình chia sẻ tiếp là các bạn nhìn thấy những cái trái ổi của mình nay nó đã lớn lên rất là nhiều các bạn. Thì nó lớn cỡ bằng cái ngón chân cái của mình rồi các bạn. Thì đây là cái khoảng thời gian mà mình phải bọc trái để phòng hờ cái con ruồi đỏ đó các bạn, con ruồi vàng đó, nó lại nó chích thì cái trong cái trái ổi của mình nó sẽ có dồi không, ăn không có được nha các bạn. Thì khi mà cái trái ổi nó cỡ chừng ngón chân cái là mình bắt đầu mình bọc lại nha. Thì cái ổi của mình nay nó có 6 trái, 4 trái cỡ bằng ngón chân cái đợt trước, và bây giờ đợt này nó lại đậu thêm 2 trái nữa nhỏ các bạn, cỡ bằng ngón tay út rồi. Thì cái 2 trái này mình chưa bọc, mình chỉ bọc 4 cái trái lớn bằng cái ngón chân cái thôi. Thì mà Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là mình có mua cái bịch để bọc trái cây ở trên Amazon nha các bạn. Rất là rẻ nha. Thì mình mua cái loại này là mình phỏng đoán là cái trái ổi nó lớn bao nhiêu thì mình mua cái bịch nó lớn, để từ đây cho tới mà mình thu hoạch thì không có thay đổi bịch nha các bạn. Thì đây là chia sẻ với các bạn, đây là cái bịch dùng để bọc trái cây nha. Đó, thì nó làm bằng cái tấm vôn, cái lằn chỉ đan lại với nhau rất là khít nha các bạn, nên không có con côn trùng nào mà chung vào được để chích cái trái ổi được, bảo vệ cho cái trái ổi mình không có bị chích thì không có bị dồi ở trong các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bọc lại nha. Thì đây là cái size trái ổi mà mình phải bọc, không để lớn nữa các bạn. Nếu mà trái cỡ vậy mà mình không bọc thì cái con ruồi vàng nó lại nó chích, thì nó sẽ không có lớn, mà nếu có lớn thì cũng trong ruột nó có dồi thì mình không có ăn được nha. Thì bây giờ Quỳnh Mai sẽ bọc lại. Và cái bọc ở trên Amazon bán nó khác với bọc trái cây bên Việt Nam các bạn. Cái bọc ổi bên Việt Nam thì mình thấy nó có 2 lớp. Một lớp ở trong, rồi thêm một cái lớp, một lớp ở trong thì bằng nhựa đan lại với nhau, nhựa xốp các bạn. Rồi lớp ở ngoài thì là một miếng ni lông, cái bịch ni lông. Còn ở đây thì Amazon bán cho mình chỉ có một cái bọc như thế này. Cái loại vải này là cái dồi của cái con ruồi vàng không có xuyên thủng qua được nha các bạn. Nên mình bọc thì nó không có lại nó chích vô trong cái trái được. Tại vì cái miếng vải này nó đan lại với nhau rất là khít. Coi vậy chứ nó đan khít, cái dồi của cái con ruồi vàng không vô được, nhưng mà không khí vẫn vô được nha các bạn. Nên mình bọc lại thì cái trái ổi của mình cũng không có bị ảnh hưởng, như nắng thì nó cũng không có bị héo nha. Đó, thì bây giờ mình bọc lại cho các bạn xem. Mình đã dùng cái bọc bọc trái ổi lại các bạn. Thì mình cho cái trái ổi vào trong cái bọc, rồi kéo xuống tới cái cuốn của nó, rồi mình mới
nắm hai cái sợi dây hai bên thắt rút lại các bạn, thì cái trái ổi nó nằm ở phía trong cái bọc rồi. Và cái khoảng cách từ cái trái cho tới cái miếng vải ở phía ngoài đó cũng xa, nên cái dồi nó có chích cũng không có tới các bạn đó. Nó nằm như thế này thì nó có chích cũng không có tới, có lủng cái bọc cũng không có tới cái trái ổi, nên trái ổi an toàn. Và khi mà trước khi mình bọc ổi đó thì mình phải ngắt những cái ở phía trên của cái trái ổi đi, để không có chỗ mà cái con rệp sáp ẩn nấp rồi nó làm ổ ở trong cái chỗ cái đầu các bạn đó, rồi mình ngắt bỏ cái đó như cái này nè các bạn đó, mình ngắt bỏ cái ở trên cái đầu này các bạn, để cho con rệp sáp nó không có làm ổ trong đây rồi nó ăn cái trái ổi của mình đó. Thì mình may đã bọc 4 trái rồi, cỡ chừng ngón chân cái để bảo vệ trái ổi của mình. Ngoài ra mình may xin review cho các bạn xem, hôm trước mình có ra cái clip là ngắt đọt tỉa cành để cho cái cây ổi mình nhảy nhánh ra nhiều hoa và trái. Thì bây giờ mình cho các bạn xem là cây ổi của mình khi sau khi ngắt ngọn thì ở trên đầu nhánh nó ra được, trên cái đầu thì nó ra được hai cái nhánh nhỏ nè, rồi ở chỗ những cái mắt lá nó lại ra hai cái nhánh rồi ra lung qua các bạn. Tức là cái nhánh ổi này nó tới bốn lớp lá, nó đều ra cành hết các bạn, tức là nó ra tới 8 cái cành. Thì ở phía dưới này cũng vậy, phía dưới này cái đọt nó ra cái đọt là một nè, rồi nó ra chỗ mắt lá hai cái nhánh nhỏ, rồi chỗ mắt lá này nó lại ra nữa, tức là từ đầu ngọn vô nó ra tới 6 cái nhánh các bạn. Rồi tới cái mắt lá thứ ba nó ra hai nhánh, rồi mắt lá thứ tư nó ra hai nhánh nữa, tức là cái cành này nó ra tới 8 cái nhánh các bạn. Và 8 cái nhánh nó sẽ ra hoa nha, đó các bạn nhìn thấy nó ra cái nụ hoa rồi đó. Nên người ta nói trồng ổi thì phải tỉa ngọn với lại cắt cành thì nó mới mau phát triển các bạn. Cây ổi của mình bây giờ phát triển rất là nhiều nha. Đây, mỗi mắt lá đều ra nhánh hết. Mình cắt ngọn nó, mỗi mắt lá đều ra nhánh hết nè các bạn. Đây là hai nhánh nha, kế hai nhánh nữa, rồi kế là hai nhánh nữa, tức là cái cành này tới 6 cái nhánh mới ra. Mà hễ nó ra nhánh thì nó ra bông nha các bạn. Cây ổi nó lạ vậy, hễ nó ra nhánh mới là nó sẽ ra hai cái bông hai bên, rồi nó đậu hai trái hai bên đó. Ở đây mình cắt cái ngọn nhánh nè, thì cái chỗ hai cái mắt lá này ra hai nhánh con, rồi ở phía dưới lại ra hai nhánh con. Nó ra tất cả những mắt lá ở trong cái nhánh nó đều ra hết các bạn đó. Bên đây cũng vậy, đều ra nhánh con và ra bông các bạn. Rồi ở trên ngọn nữa nó cũng ra nhánh ra tùm lum hết. Tức là cái ổ của mình bữa nay rất là sum xuê nha. Chừng 10 ngày nữa là mình sẽ thấy nó có thêm trái. Đây là cái ngọn nè, các bạn thấy nó ra hai cái mầm hoa hai bên. Đây là mầm hoa nè các bạn, chứ không phải mầm lá nha. Mầm lá ở phía dưới nó đã mọc ra hai cái lá rồi. Đây là cái lá, bên đây cái lá. Đây, hai cái mầm này là hai cái mầm hoa nè. Rồi ở trên này nó mọc ngọn nữa. Đó, xum xê luôn. Thì hôm nay Quỳnh Mai review lại cho các bạn xem cây ổi của mình, là cái phương pháp mà ngắt ngọn, tỉa cành, với
tỉa lá thì rất là thành công, nó ra ngọn rất là nhiều nha các bạn. Thì các bạn xem cái clip mình clip trước, mình đã chia sẻ với các bạn cách làm rồi, thì các bạn cứ mạnh dạn cắt cái ngọn của cái cành để cho nó ra, để nó nhảy ra nhiều nhánh mới, và mỗi một nhánh mới nó lại ra hai cái bông nha các bạn. Thì cái ổi của mình á, nếu nó ra bao nhiêu nhánh thì nó ra bấy nhiêu bông nha. Hai cái bông hai bên nó sẽ đậu hai trái nha các bạn. Nó đậu nghĩa là chắc luôn, không có vụ mà thụ phấn hay rụng gì hết, là nó có bông, là cái bông nở ra là có con ong với lại mấy con bướm rồi lại thụ phấn, và nó đậu luôn các bạn. Và cái trái ổi lớn rất là nhanh. Nhờ mình bón phân, hôm trước mình có chia sẻ với các bạn là mình bón phân trùng đó các bạn, bón phân trùng quế đó, thì những trái ổi của mình nó rất là mau lớn luôn, chừng một tuần hai tuần là thấy như thế này đó. Thì hôm nay Quỳnh Mai quay clip này để chứng minh rằng cái phương pháp cắt ngọn tỉa cành của mình rất là thành công nha. Cái ổi của mình nó đã nhảy nhánh tùm lum luôn, và nó có ra hoa các bạn. Thì cái đợt này mình nghĩ là mình sẽ có trái ổi rất là nhiều nha các bạn. Tại vì nó nhảy nhánh nhiều thì nó cho trái nhiều nha các bạn. Thì tùy theo cái ổi lớn nhỏ mà mình để lại trái nhiều hay ít. Để trái nhiều thì trái nó nhỏ, còn để trái ít thì trái nó lớn nha các bạn. Cái định luật đó là cũng lâu rồi, ai cũng biết là ở trên cây mình để trái ít thì cái trái nó được nuôi dưỡng nhiều thì nó sẽ mau lớn hơn, mình để trái nhiều thì cái trái nó nhỏ hơn. Vậy thì video hôm nay tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Mình chia sẻ với các bạn là hôm nay trái ổi của mình nó đủ lớn để bọc lại nha các bạn, để bảo vệ nó cho tới khi mà nó chín, đến khi mà nó chín ăn được thì mình sẽ thu hoạch nha. Đây là ổi ruby ruột đỏ, rất là ngọt và giòn nha các bạn. Vậy video tới đây xin tạm ngưng. Mình mà chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.